Xin chào tất cả mọi người, chúc mọi người một ngày mới vui vẻ. Quay trở lại với Bình Nguyên Vô Vọng thì nay mình sẽ có kèo đấu đối đầu với cả con bài Nakarot. Và làm sao để đối đầu với con bài Nakarot thì mời mọi người cùng theo dõi clip. Giới thiệu qua về đội hình hai bên thì ở khu vực đường rồng của team ta sẽ là Joker cũng như là Quizic. Vâng, đối đầu với cả Joker và Quizic sẽ là kèo Gidu cũng như là Esu. Ở khu vực đường mid sẽ là kèo The Flash đối đầu với cả Zata. Và ở khu vực đường top sẽ là kèo Ari đối đầu với cả Zuka. Trận này thì mình vẫn giữ vị trí đi rừng và đối đầu với con bài Nakarot. Vâng, thành niên The Flash vừa có một pha gọi là gáy bẩn. Mình thì đang cố gắng sang bên phía bùa đỏ để farm bùa đỏ, cố gắng hỗ trợ cho Ari, nhưng mà Ari vừa có một pha gọi là chén cơm đầu. Mình hiện tại thì mới đang farm đến con bùa đỏ thôi, và khả năng là sẽ di chuyển sang con rồng để ăn con rồng trước. Khi mà đầu game thì con rồng khá là lợi hại với khả năng farm nhanh cũng như là cây sát thương tốt. Cố gắng ra gọi là la liếm một tên lính của Ari, sau đó là di chuyển nhanh ra khu vực đường mid và xuống đường rồng khi mà đường rồng đang đánh nhau khá là gắt. Và 3 vs 3, Quizic, Joker và The Flash. Vừa rồi là The Flash, Joker vừa phải lên bảng điểm số. Tiếp theo đó thì Esu thêm bạn cũng đã phải lên bảng điểm số. Thấy Zata còn khá là thấp máu thì mình có một pha gọi là băng trụ tiễn là Zata lên bảng điểm số, nhưng mà La cũng đang ở khu vực này và mùa khá là gắt. Và khả năng là mình cũng đi bóc lịch rồi anh em. Một pha gọi là băng trụ đổi mạng thôi, lấy được mạng Zata, nhưng mà mình cũng đã phải nằm xuống sau tình huống vừa rồi. Ari tem ta cũng đang từ top di chuyển lên để cố gắng ăn con rồng. Mình thì vừa mới hồi sinh xong thì ra khá là muộn, nhưng mà em bạn thì Nakarot cũng chưa kịp ăn xong con rồng thì hai bên cũng đang combat toán loạn ở khu vực này. Zuka cũng đang bỏ top di chuyển lên, Joker vừa có một pha gọi là hạ gục vào vị trí của Zata. Tiếp theo đó thì mình có một pha ulti và lấy đi mạng của Nakarot. Gidu tem bạn có một pha gọi trưởng khá là gắt nên là mình cũng lùi về. Tem ta sau khi khá là yếu thì chưa thể khởi động ngay con rồng được. Mình thì tranh thủ là cố gắng ăn đi con bùa xanh. Tiếp tục là thanh niên The Flash đang có những pha gọi là gáy khá là căng. Sau khi ăn xong con bùa xanh thì mình di chuyển ra ăn con rồng khi mà nhận thấy là tem bạn chỉ có Gidu cũng như là Esu ở khu vực này. Ari đang kiểm tỏa con bài Zuka rồi thì mình cũng không lo lắng cho lắm. Tiếp theo đó thì mình cùng The Flash có một pha gọi là sang làm thịt con khỉ đầu lá của Nakarot. Sau đó thì thấy bùa đỏ khá là bơ vơ thì thôi đành gọi là xin luôn. Nakarot đang có một pha gọi là ăn kinh công thì mình cũng dọn sạch rừng của Nakarot. Zata đang có pha di chuyển về và mình có một pha gọi là combo hơi bị lỗi. Với lượng máu khá là thấp thì mình cũng ao nhây, sau đó quay lại cố gắng hỗ trợ Quizic, nhưng mà không được mạng nào. The Flash vừa hạ gục được vào mạng của Zata, còn Gidu thì cũng bị Quizic đấm cho không trượt quả nào. Mình sau khi với lượng máu khá là thấp thì đang phải lùi về phần rừng để farm cũng như là hồi máu. Tiếp tục di chuyển sang bên phía bùa đỏ, Nakarot cũng đang ở khu vực này. Mình có một pha gọi là ulti bay vào nhưng pha này hơi bị ngáo ngơ. Zuka đang combo khá là căng. Ari vừa có một pha xuống hỗ trợ nhưng mà hơi muộn. Sau đây là một pha solo kill của Ari cũng như là Zuka. Zuka đang có một pha gọi là băng xương. Zata thêm bạn cũng xuống đây hỗ trợ nhưng mà Zuka đã phải nằm xuống. Tiếp theo đó là một tình huống thiên dực đến từ Zata. Ari vừa có một pha băng xương và ao nhây khá là tốt vào vị trí của Zata. Hai con bài này đang có quay khó khè lẫn nhau. Joker thêm ta thì bỏ rồng xuống và tiễn Zata thêm bạn lên bảng điểm số. Một tình huống gọi là combat gọi là hơi bị hỗn loạn đến từ hai bên. Mình sau khi hồi sinh xong ra thì di chuyển ra đường mid để hỗ trợ cho Joker cũng như là Quizic, nhưng mà tem bạn đã lui về. Sau đó thì mình quay lại phần rừng bên bùa xanh để farm bùa cũng như là cố gắng thăm ngàn lấy lượng tiền nhiều nhất có thể. Ở khu vực đường mid thì con bài The Flash đang solo khá là yếu với con bài Zata.
đánh giá qua về các kèo thì ở khu vực đứng top kèo Ari với Zuka thì mình cũng thấy cũng cân thôi, và thậm chí là con bài Ari team mình còn đang có lợi thế về kỹ năng. Tiếp theo thì con bài The Flash cũng như là con bài Zata thì hai con bài này cũng cân đôi. Hai con bài này cân là bởi vì là hai con bài này có hai cái chiêu cuối không bị chọn là mục tiêu, nên là bất cứ bên nào là khởi động ulti thì bên đó sẽ không nhận sát thương. Còn ở khu vực đường rồng sẽ là kèo Esu, Gidu thì hai con bài này nó trưởng tầm khá là xa và cấu gì khá là tốt. Còn Temta thì có con bài Joker cũng như là Quizic. Quizic thì khá là trâu, cũng như là Joker thì có khả năng là miễn thương đến từ chiêu 2, nên là kèo này cũng tương đối là cân anh em. Còn về mình với con bài Lakaros thì Pain với Lakaros thì chắc là Pain chắc là tịt nếu mà không hơn độ khoảng độ 2-3k tiền. Vâng, vừa nói xong là có một tình huống gọi là băng trụ ở mùa đại phán xét nhưng mà hơi đen là phải lên bảng điểm số theo tình huống vừa rồi vì bị trụ bắn khá là đau và bị Pain chém khá là chát. Sau đó thì mình cố di chuyển sang đường rồng để lấy đi cái trụ ở khu vực đường rồng cũng như là mạng của Esu, khi Esu còn là khá là thấp máu và Quizic có một pha gọi là băng trụ choáng khá là tốt. Sau 6 phút trong game thì tem bạn đã mất đi một trụ ở khu vực đường rồng và một trụ ở khu vực đường kinh công. Đường mid thì The Flash tem ta cũng đang ép khá là gắt vào con bài Zata. Temta thì cũng đã mất đi trụ giữa ở khu vực ở đường mid do The Flash đã di chuyển xuống ganh và Lakaros cực kỳ là cơ hội. Mình thì cũng sau khi ăn xong con rồng thì tiếp tục quay trở lại farm rừng. Tem bạn thì đang bị ép khá là gắt khi mà những con bài của Temta đang có khá là nhiều lợi thế ở đầu game. Mình lấy đi được con rồng thì tem bạn thì Lakaros cũng ăn được con kinh công, gọi là cân kèo rồi anh em, không gọi là quá chênh lệch. Lượng vàng hai bên thì nó cũng không chênh nhau quá nhiều khi mà số mạng của Temta là 19, còn số mạng hạ gục của tem bạn là 8. KDA của mình hiện tại đang là 623. Mình đang cố gắng cơ hội lấy đi các công trình của tem bạn, nhưng mà Zata có một pha gọi là thủ khá là cắt. Sau khi bay thiên thực lên thì mình đã phải lùi về với cái ulti, khi mà đứng ở lại là khả năng tỷ lệ liệm khá là cao. Nhận thấy là trụ của tem bạn thì không có ai thủ thì mình ra xin luôn cái trụ cho nó mát. Chơi game phá trụ mà anh em, chứ không phải game ăn mạng đâu. Cứ ăn mạng nhiều xong rồi late game hai bên bằng tiền nó chả giải quyết vấn đề gì cả. Tốt nhất là anh em nên ép sớm, ép được càng mạnh càng tốt, ăn được càng nhiều công trình càng tốt. Sau đó là lượng vàng mình hơn thì khi đó mình sẽ có lợi thế đẩy đường cũng như là khả năng quản map. Về kèo này thì Lakaros mà gặp Pain thì nói chung là cũng so với kỹ năng thì nó cũng ngang ngang nhau thôi. Nếu mà nhận xét là Lakaros 100% thì La sẽ 4 phần, còn Pain là sẽ 6 phần, tại vì là Pain nó có lợi thế là khả năng hút máu cũng như là sát thương khá là ổn định. Còn Lakaros thì khả năng hút máu kém là khi hai bên combat thì sẽ hơi bị thiệt thòi. Nếu mà cộng cả 16% ngọc thì cũng khả năng hút máu của Lakaros nó không được liên tục anh em, hoặc là nó khá là yếu, tại vì mình đi rừng mình farm nhiều rồi mình biết. Solo và Pain lại có nhiều chiêu out Lakaros nên là Nai gặp Pain là cũng 6-4 anh em. Mình đang tiếp tục farm con bùa đỏ và bay vào vị trí của Lakaros, và là có một pha múa khá là gắt. Mình lấy đi được mạng của Lakaros nhưng mà cũng bị ba thành viên của tem bạn là quay cho phải lên bảng điểm số. Một pha gọi là 1v4 nhưng mà 1-1 thôi, không có quá là nhiều lợi thế. Mình đang cố gắng ép vào trong con bài Lakaros để tránh tình trạng La Xanh đi đẩy lẻ khá là khó chịu. Hiện tại thì mình đang full đồ nên là quyết định lên một là băng nhận, hai là kiếm gì xuyên giáp mình cũng không nhớ nhỉ. Nói chung là cái đồ xuyên giáp thứ hai thì tem bạn Châu thì mình sẽ lên đồ xuyên giáp thứ hai để đam cho nó khỏe,
hoặc là nếu mà tem bạn có quá nhiều sát thương thì mình sẽ lên băng nhận để giảm được lượng sát thương đến từ tem bạn. Sau đây là con Seiza cấp 3 đã ra thì mình sẽ cố gắng di chuyển ra ăn con Seiza này nhanh. Vâng, Nakaros đang ăn ở đây thì mình có một pha gọi là ulti bay vào và combo, nhưng mà tem bạn thì rút đi khá là nhanh. The Flash thì đã lấy đi được con Seiza và mình cũng đã lùi về sau pha vừa rồi. Gidu tem bạn thì khá là yếu nhưng mà mình thì hết chiêu rồi anh em. Vâng, phía dưới thì Ari đang có một pha gọi là ao nhầy và tiễn Esu tem bạn lên bảng điểm số. Một pha gọi là gáy khá là khét đến từ Ari cũng như là Quizic. Tem ta sau khi ăn được con Seiza thì đang tổ chức ép ở khu vực đường giữa. Tem bạn thì đang phải lui về co cụm khi mà mất đi toàn bộ dàn trụ ngoài ở ba đường. Zata đang có một tình huống bay thiên dực, mình ulti bay xuống và cố gắng đuổi theo vị trí của Zata, nhưng mà Zata thì chân ngắn nhưng mà chạy khá là nhanh, nhưng mà khả năng sẽ nằm xuống thôi, tại vì là 5 vs 1 mà 5 quay 1 mà không trột thì cũng què anh em. Tiếp theo đó thì sau khi hạ gục được mạng của Zata thì tem ta tiếp tục ép vào vị trí ở khu vực đường mid, nhưng mà tem bạn cũng đang thủ khá là ok với con bài Gidu và con bài Esu, hai con bài sở hữu cái lượng cấu rìa tầm xa. Tem ta thì con bài Joker thì không nên nam mà không nên tốc đánh nên là bắn trụ thì hơi chậm. Vâng, sau đây là một pha gọi là băng trụ quy dịch Zuka tem bạn vừa phải làm xuống, tiếp theo đó là Esu, Gidu tem bạn cũng đã phải làm xuống, Lakaros đang đẩy lẻ nhưng mà pha này thì khả năng là sẽ end game. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip và chúc mọi người một ngày mới vui vẻ. Mọi người xem thấy hay thì hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.